Anh em đừng sao xuyến Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở Nếu không Thầy đã nói với anh em rồi Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em Thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy Để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi Ông Tô Ma nói với Đức Giêsu thưa thầy, chúng con không biết thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giêsu đáp: "Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua thầy. Nếu anh em biết thầy, anh em cũng biết Cha thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người." Xin kính chào anh chị em. Lời hàng sống của chúng ta hôm nay thứ sáu ngày mùng 8 tháng 5 năm 2020. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 14 từ câu 1 đến hết câu 6. Trong câu chuyện với các môn đệ, Chúa Giêsu có nói đến thầy là đường là sự thật và là sự sống. Rồi Chúa Giêsu còn nói đến một ngôi nhà Thầy sẽ đi trước để dọn chỗ cho anh em Ngôi nhà của thầy rộng lớn lắm Có đủ chỗ cho tất cả mọi người Nên thầy đi để dọn chỗ cho anh em Vậy là chúng ta thấy Chúa Giêsu Nói về mặc khải về Mầu nhiệm nước trời Nhưng mà để cho chúng ta có thể cảm nghiệm được Hiểu được mầu nhiệm của nước trời Thì Ngài dùng đến Hai cái hai cái khái niệm rất là bình dân dễ hiểu gần gũi với chúng ta đó là ngôi nhà và con đường tất cả chúng ta có cái kinh nghiệm rất là, rất là sâu xa thiết thân về ngôi nhà chúng ta cần có một ngôi nhà để che mưa chú nắng mà hơn thế nữa ta cần có một ngôi nhà để được yêu thương để được chăm sóc để được sống chung với nhau cái điều đó như đứa bé nó nó còn nhỏ xíu vậy đó nhưng mà nó cũng đã thấm thiết rồi đó. Vốn chi là những người lớn như chúng ta thì càng cảm nhận thấy ngôi nhà cần thiết như thế nào. Đi tù như chúng tôi thì cái cái cộng đoàn nhà dòng cũng gọi là nhà là vậy. Rồi chúng ta còn có nhà thờ, người ta còn nói là nhà thờ nhà thánh. Tất cả những cái nơi đó là cái nơi con người chúng ta tha thiết cầu mong để mà đi đâu thì cũng được về với ngôi nhà đó. Không phải chỉ là ngôi nhà bằng gạch đá gỗ cát, nhưng mà là một ngôi nhà của tình yêu. Thế thì Chúa Giêsu dùng đến cái khái niệm ngôi nhà như vậy. Cho chúng ta cảm nhận được là ngoài những gì mà ta đang có, ngoài cái căn nhà ở địa chỉ ở khu phố, phường, quận, thành phố mà chúng ta đang ở đó nó có một cái vị trí địa lý đó thì ngoài tất cả những cái ngôi nhà đó chúng ta có một niềm tin rằng có một ngôi nhà là nhà của cha là tấm lòng của chúa cha cái mà cha vũ khởi phụng có nói đến là lòng trời đấy cái tấm lòng mà cuối cùng lại là một ngôi nhà cho chúng ta bước vào cho chúng ta được ở trong đó được quây quần sum họp ở trong tình yêu của Thiên Chúa, lòng trời. Rồi Chúa Giêsu nói đến con đường để đến được, để mà về được ngôi nhà nó thì cần phải đi đường. Rồi giữa thế gian, nữa, giữa cuộc đời này có, có vô vàn con đường, đường lớn, đường nhỏ, quốc lộ, cao tốc, lại có những con đường mòn, có những con đường đất để mà đưa chúng ta từ chỗ này đến chỗ kia để cho chúng ta có thể gặp gỡ một ai đó để chúng ta có thể làm được một điều gì đó và để cho chúng ta có thể trở về nhà cái nơi mà chúng ta uh, che mưa chú nắng và được yêu thương có thể chỉ là một cái tròi lá có thể chỉ là một căn nhà nghèo nhưng mà cũng có thể là một cái cái cái, cái, cái ngôi nhà một cái, cái chung cư chẳng hạn Thế chúng ta có cái kinh nghiệm là đi đường có khi bị tắt đường, có khi bị lạc đường, có khi có những con đường rất là xấu, đầy ổ gà, có khi có những con đường bị phong tỏa, bị cách ly, có những con đường mà người ta làm chốt chặn lại để kiểm tra thân nhiệt, người ta xem ta có bị nhiễm dịch không, có những con đường thanh thang, nhưng mà lại dẫn đến cái nguy cơ vực thẳm, lại có những con đường rất là vất vả treo leo, nhưng mà hứa hẹn cho chúng ta tìm được một ngôi nhà tốt. như vậy cái kinh nghiệm đi đường đó bây giờ Chúa Giêsu nói thầy là đường. hóa ra có một con đường tên là Giêsu mà con người ta đi với ngài, đi trong ngài, đi theo ngài, đi với ngài thì con đường ấy nó không dẫn đến bế tắc, nó không dẫn đến một sự uh, nguy hiểm, nhưng mà lại cho chúng ta được hy vọng được bình an và chắc chắn là đi đến cùng thì đó là nước trời là lòng trời là ngôi nhà của Chúa Cha là quê hương của sự sống ừ, khi anh em dòng chú cô thế chúng tôi làm mục vụ bảo vệ sự sống rất nhiều lần chúng tôi đã gặp các thai phụ hốt hoảng đau khổ khóc lóc thưa cha các bác sĩ nói là không giữ được em bé của con trước sau thì nó cũng chết thôi bây giờ phá thai chấm dứt thai kỳ vì lý do thai nhi khuyết tật nặng lắm bản thân chị là kho mang thai lần đầu tiên nên cũng rất là rất là xót xa rất là mong giữ được đứa con thì chúng tôi tư vấn giữ lại em bé bằng mọi giá đừng 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 có vội nghe lời của bác sĩ đừng có vội tin vào những kết quả siêu âm chẩn đoán người mẹ ấy, cả gia đình của họ nữa đã nghe lời chúng tôi đã cầu nguyện với Chúa trong nước mắt họ vẫn mong chờ một cái phép lạ xảy ra nhưng mà họ vẫn có hồi hộp không biết là cái con đường họ chọn như vậy đúng hay sai có thể giữ lại em bé như vậy mà làm nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ thì sao chúng tôi phải nâng đỡ liên tục, phải nâng đỡ và kêu gọi mọi người xuống lại cầu nguyện cho họ đến khi mà sinh ra em bé thì trời ơi em bé nó đẹp, em bé nó khỏe mạnh, không có bị một cái khuyết tật nào cả, không có một cái gì mà đe dọa, đe dọa sự sống họ mới uh, quay trở lại cái bệnh viện đó, họ tìm hiểu thì họ phát hiện ra được là có một cái chỉ tiêu quái ác về kế hoạch hóa gia đình mà người ta phải thi hành người ta phải thực hiện và chưa đủ chỉ tiêu thì phải cố gắng làm cho đủ chỉ tiêu đó là thuyết phục người ta bỏ em bé để giảm được cái tỷ lệ sinh con trời ơi còn người ta bị xếp loại giống như là một món đồ để mà đạt được chỉ tiêu thì có thể loại bỏ người ta tìm mọi cách để lừa dối nhau đẩy cho con người ta đến đến cái thảm họa phá thai. Chúng ta nhớ đến Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Ngài đã từng nói đến một cái nền văn hóa của sự chết. Và cái văn hóa của sự chết. Thế thì các cái con đường mà chúng ta đang sống, đang, 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 đang tuôn đi, ào ạt, lũ lượt. Coi chừng nó là con đường dẫn đến sự chết. Cái, cái số cái số thai thai nhi mà bị giết nó cao hơn nhiều không biết mấy chục lần so với lại cái con số những con người chết vì corona người ta có thể hoang mang sợ hãi kinh hoàng về thảm họa corona virus mà người ta không biết rằng đằng sau đó người ta cũng phá thai thì cái số thai nhi bị giết chết đó kinh khủng rất là lớn có những con đường trong cuộc sống như thế đó nó dẫn đến những ngôi nhà không phải là ngôi nhà của sự sống. Đó là con đường dẫn đến sự chết. Chúng ta nghe lại lời của Chúa Giêsu, xu Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Nếu chúng ta đi trên con đường của Ngài thì con đường ấy không có dối trá, không lừa gạt con người ta. Con đường là con đường của chân lý. Con đường ấy cũng không có dẫn người ta đến sự chết nhưng mà con đường chắc chắn mang lại sự sống đời đời con đường ấy đưa người ta về đến quê hương của sự sống là lòng trời là tình yêu của thiên chúa amen